Chào anh em, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh em, những người nào mà mới chơi game thì chưa có đầy đủ con quýnh chưa ngon hoặc là chưa có thép hay thì chúng ta quýnh những con bình thường, có thể đi qua được những cửa ải nhỏ nhất cho đến cửa ải cao nhất, thì chỉ có cần mấy con thép hai với vài con thép ba là chúng ta có thể quýnh tới cửa 35. Thì sau đây các anh em nào mới chơi thì có thể xem và thảo luận qua cái cách mình đánh ha. Nếu cảm thấy hay thì các anh em tận dụng theo cách mình quýnh ha. Không cần phải test gì hết các anh em. Thì cứ 60 sao và chúng ta cứ thế quýnh lên tới cửa 20. Ha. Đến lúc chúng ta quýnh những con test 2, vài con test 2 và đến cửa 30. Đến cửa 35 thì chúng ta quýnh vài con test 3 là ok luôn ha. Đó. Mong các anh em tham khảo qua ha. Vì thời lượng quá dài nên tôi làm ngắn gọn từ cửa 1 cho đến cửa 17, cho đến khi tôi làm clip tiếp theo là cửa 18 cho đến cửa 35. Thì nếu anh em nào tham khảo thấy hay, hữu dụng thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ok. Cảm ơn anh em. Một ngày tốt đẹp.
Thank you.
chứ.